Vâng, xin kính chào tất cả những khán giả thân yêu của TH Media Livestream cũng như phủ Thanh Hóa. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm hẹn tại sân bóng Vietkit thành phố Thanh Hóa và hướng tới trận đấu có thể nói là rất đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Một cuộc đua sức vô cùng được chờ đợi. Người đeo băng thủ quân bên phía trẻ thành phố sẽ là đội trưởng Anh Beng. Trong khi đó Long Gôn sẽ là người sắm vai thủ quân bên phía FC Minh Dương. 1-3-2 được ghi từ vào vòng đấu trước. Thì một trận đấu đã bắt đầu. Về phía trẻ thành phố họ ra sân với các tình huống cướp bóng, dứt điểm. Không có bàn thắng, mở tỷ số dành cho FC Minh Dương. Ngày hôm nay thì người thi đấu ở hành lang cánh trái bên phía Minh Dương đó là Duy Telo. Mặt bóng rất nguy hiểm, Tuấn Nếp. Đường chuyền hay, không vào. Đó là cơ hội thuộc về Minh Dô. Được khoảng trống rất nhanh. Linh Mực, vẫn Linh Mực, Linh Mực rất căng nhưng bóng vẫn còn đi hơi cao. Linh Mực, Linh Mực đường chuyền rất hay. Dũng Nam không vào. Hoan hô Anh Beng. Đạt Cháu có lẽ là bị treo giò. Trận đấu trước thì Đạt Cháu bị nhận một thẻ đỏ rất nguy hiểm và đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu dành cho FC Minh Dương. Một bàn thắng đến rất bất ngờ. Người ghi bàn là Linh Mực. Và bàn thắng vừa rồi là bàn thắng thứ 3 thuộc về cá nhân Linh Mực. Tính đến thời điểm hiện tại, hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Lỗi thuộc về Anh Beng, một tình huống nhất nhứ rất không đáng có của Anh Beng. Linh Mực rất nhanh ập vào. Bàn thắng đến ở khoảng 1/3 đầu tiên hiệp 2. Cơ hội rất quyết liệt. Dũng Nam, Linh Mực, Dũng Nam 2-0 dành cho FC Minh Dương. Đang có những tình huống hãm thành liên tục được tạo ra tới từ đội bóng xanh cũng như trẻ thành phố. Nhưng lần này đội bóng tiếp tục có được niềm vui là FC Minh Dương và người ghi bàn là Dũng Nem. Phản công dành cho Minh Dương. Dũng Nem 4-2. Vào không? Không vào. Quả bóng mà Lâm Vòi đã nhập cột 2 hơi sớm. Bóng vừa chạm sang ngang. Sáng Percy không vào. Bơm mắt to. Tình huống dứt điểm đây khó chịu tới từ Bơm mắt to. Tình huống phản công dành cho FC Minh Dương. Vào không? 3-0 rồi. Mọi thứ có lẽ là kết thúc. Bàn thắng vừa rồi của Hiếu Cẩu có lẽ là dấu chấm hết cho trận đấu này rồi. Tình huống xuất phát từ Dũng Nèm với một đường chuyền vừa vặn dành cho Viết Khương. Viết Khương có một pha chuyển hướng rất hay dành cho Hiếu Cẩu. Tuấn Nếp dứt điểm, không có bàn thắng. Bờ mắt to. Quá căng. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Kết quả chung cuộc là 3-0 nghiêng về phía FC Minh Dương. Với chiến thắng này thì Minh Dương đang khiến cho cuộc đọ sức giữa Đào Duy Từ 93 và 1-3-2 Đào Duy Từ trở nên đáng xem hơn. Của nhà Kim Cương, nhà tài trợ Kim Cương sẽ cùng trở về khu vực sân khấu chính để cùng trao kỷ niệm chương cũng như siêu cúp vô địch cho FC Minh Dương ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. 1-2-3 xin được chúc mừng cho FC Minh Dương ngày hôm nay cùng với diện đến từ phía ban lãnh đạo.